Ngọc Tâm rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HGD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, Chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tiêu đề. Ukraine đang đánh bại Nga trong cuộc chiến máy bay không người lái. Cán cân sức mạnh bắt đầu đổi chiều. Kính thưa quý vị, Ukraine đang nghiêng cán cân có lợi cho mình trong cuộc chiến máy bay không người lái. Khi Kiev cảnh báo Moscow sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa sau một loạt các cuộc tấn công gây chú ý trong những tuần gần đây. Steve Bright, chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh Quốc, nói với Newsweek rằng tôi không nghi ngờ gì về việc Ukraine đem chiến thắng trong cuộc xung đột máy bay không người lái. Cuộc chiến Ukraine đã chứng kiến sự tăng tốc phát triển trong công nghệ máy bay không người lái. Theo ông Bright, cả Kiev và Moscow đều cố gắng tăng cường lực lượng bằng các phương tiện không người lái và trận chiến đang leo thang rất nhiều. Ông Bright cho biết thêm công nghệ này và khả năng nắm bắt và sử dụng nó của cả hai bên đang phát triển với tốc độ cực nhanh. Marina Myron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, Vương quốc Anh, cho biết Nga đã đi sau một chút về máy bay không người lái, nhưng họ đang dần bắt kịp. Khi được hỏi bên nào đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển máy bay không người lái hiệu quả hơn, chuyên gia vũ khí và công nghệ David Hamplin nói với Newsweek có thể cho rằng máy bay không người lái đang dẫn đầu. Anton Gerashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nói với Newsweek vào tháng 2 rằng Máy bay không người lái là siêu vũ khí ở đây. Ukraine đã đầu tư thời gian và tiền bạc vào việc quản lý đội quân máy bay không người lái của mình, nhưng Nga cũng đã xem xét công nghệ máy bay không người lái để bổ sung cho lực lượng vũ trang của mình. Máy bay không người lái nổi tiếng nhất của Nga là máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Ukraine báo cáo các đợt tấn công bằng máy bay không người lái, loại cảm tử này mới vào các thành phố và cơ sở hạ tầng gần như hàng ngày. Bên phía Ukraine, một máy bay không người lái mới, Bever, đã xuất hiện trong một số clip về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Nga. Các nhà phân tích cho biết, máy bay không người lái đã không được phát hiện ở nơi nào khác trong cuộc xung đột và có khả năng là sự kết hợp mới giữa các bộ phận và thiết kế đã có từ trước. Và những cuộc đình công này đã tăng cường độ. Vào khoảng giữa tháng 5, Nga đã báo cáo hai cuộc tấn công trong 3 ngày vào tuần trước. Hôm thứ Ba, các quan chức Nga cho biết một máy bay không người lái đã đâm vào một tòa tháp cao tầng ở khu tài chánh của Moscow, nơi có nhiều cơ quan chính phủ. Tòa tháp cũng bị tấn công trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào chủ nhật. Nhưng Kiev thường không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây có thể là một chủ đề khó đối với những người ủng hộ phương Tây của Ukraine. Trong một bài phát biểu vào hôm Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky không thừa nhận rõ ràng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow. Nhưng nói rằng dần dần chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ của Nga. Ông nói, đây là một quá trình không thể tránh khỏi. Tự nhiên và hoàn toàn công bằng. Thành công trong việc tấn công sâu vào trái tim nước Nga. Mykola Podolyak, cố vấn của người đứng đầu văn phòng của Zelensky, cho biết vào hôm thứ ba rằng Nga đang nhanh chóng làm quen với một cuộc chiến tranh toàn diện. Ông viết trong một bài đăng cho X, nền tảng truyền thông xã hội trước đây có tên là Twitter rằng nhiều máy bay không người lái, không xác định hơn, nhiều sự sụp đổ hơn, nhiều xung đột dân sự hơn. Trong bài phát biểu được truyền thông Ukraine đưa tin vào hôm thứ Ba, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Kiev cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ mà nước này đã có được vào năm 1991. Trước khi Nga sắp nhập Crimea và một số khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraine, một quá trình mà bắt đầu vào năm 2014, Andrei Yusof nói rằng người dân Moscow nên hiểu lý do chính. Vấn đề này và những thứ sẽ bay vào lãnh thổ của đất nước này là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến tội phạm đẫm máu khủng khiếp mà chính phủ của họ đã gây ra. Các nhà phân tích đồng ý rằng có một khía cạnh tâm lý nhất định đối với các cuộc tấn công, đối với các máy bay không người lái vẫn gây thiệt hại mặc dù hệ thống phòng không và chiến tranh điện tử mở rộng xung quanh thủ đô của Nga Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ bức tranh. Tiến lên phía trước với chiến tranh bằng máy bay không người lái vẫn chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ cuộc chiến. Cry nói, đồng thời cho biết thêm rằng nó sẽ không thay đổi đáng kể hướng đi của nó. Myron nói với Newsquid rằng máy bay không người lái là một phần quan trọng trong các hoạt động tổng thể và nên được nhìn nhận như vậy, chứ không phải là chỉ chọn ra. Samuel Bendetz, chuyên gia cố vấn của Mỹ, Trung tâm phân tích Hải quân, nói với Newsweek rằng: "Thật khó để định nghĩa chiến thắng bất chấp thành công rõ ràng của Ukraine trong việc tấn công sâu vào trung tâm của Nga." Ông nói thêm: "Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed và các cuộc tấn công như vậy gia tăng cường độ mỗi khi Ukraine tấn công Moscow." Vì vậy, Ukraine cho Nga thấy rằng họ có khả năng tấn công nước này, nhưng điều đó không ngăn cản Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Hamplin nói, nhưng Ukraine dường như đang đánh chặn nhiều máy bay không người lái do Nga phóng, bất chấp thiệt hại đáng kể. Ukraine đang tiến gần đến mốc 2 tháng của cuộc phản công mùa hè. Và mặc dù các chiến binh của Kiev đã giành được một số lợi ích dọc theo chiến tuyến ở miền Đông và miền Nam Ukraine, nhưng tốc độ của cuộc tấn công đã vấp phải một số chỉ trích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản bác lại những phán quyết này, nói với BBC vào giữa tháng 6 rằng mặc dù tốc độ chậm hơn mong muốn, nhưng mạng sống của người dân đang bị đe dọa. Trong các bình luận với CNN, chỉ vài ngày trước khi bắt đầu cuộc phản công, Zelensky cho biết vũ khí phương Tây đến sớm hơn sẽ cho phép bắt đầu các hoạt động nhanh hơn, đồng thời cho biết thêm Nga đã có thời gian để chuẩn bị phòng thủ, trong khi quân đội của ông đang chờ vũ khí đến. Việc cung cấp vũ khí từ các đồng minh phương Tây được cho là rất quan trọng đối với thành công của Ukraine và bao gồm viện trợ quân sự như xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống pháo binh và phòng không. Khoai nói, vũ khí do NATO giới thiệu vẫn là yếu tố quyết định lớn, nhưng cuộc đua máy bay không người lái đang thay đổi nhanh chóng sẽ dẫn đến xung đột trong suốt thế kỷ. Không những thế, máy bay không người lái nhỏ của Ukraine đang gây thiệt hại cho các xe tải của Nga cung cấp cho các đơn vị tiền tuyến. Tâm hoạt động xa của lực lượng không quân luôn khiến nó trở thành một phương tiện hữu ích để tấn công các đường tiếp tế của kẻ thù. Nhưng trong trường hợp này, đó không phải là vấn đề về phạm vi, mà là khả năng dẫn đường chính xác và nhu cầu về tốc độ. Tiền tuyến của Nga nằm trong tầm bắn của pháo binh rạn và các loại vũ khí khác, cũng như các đoàn xe tải là mục tiêu rõ ràng. Nguồn cung cấp thực phẩm, đạn dược và nhiên liệu có thể được chất lên xe tải và xe bán tải trong vài dặm cuối cùng để chạy tốc độ cao bay qua khu vực nguy hiểm. Các mục tiêu nhỏ di chuyển nhanh là thách thức. Vũ khí dẫn đường như tên lửa chống tăng cần phải có tầm nhìn rõ ràng trong toàn bộ thời gian tên lửa bay, có thể là 10 giây trở lên. Những quả tên lửa như vậy cũng quá khan hiểm và quá đắt đỏ để có thể lãng phí vào các mục tiêu có giá trị thấp như là xe bán tải. Các phương tiện vận tải nhỏ cũng là một thách thức đối với pháo bình. Ngay cả khi đó chỉ là vấn đề về thời gian bay của một quả đạn. Một phương tiện di chuyển với tốc độ 40 dặm trên một giờ sẽ di chuyển vài trăm feet vào thời điểm một quả đạn đến. Trong thực tế, phải mất một phút hoặc hơn để chuyển thông tin chi tiết về mục tiêu và phối hợp với kiếp súng. Vì vậy, một phát bắn trúng sẽ chỉ là vấn đề về phỏng đoán một lần nữa, chắc chỉ huy có thể thích tiết kiệm đàn dược khan hiếm hơn. FPV cảm tử nhỏ, phỏng theo máy bay không người lái đua mang đến những khả năng mới. Đối với một điều, chúng rẻ và nguồn cung dồi dào, chỉ riêng nhóm phi lợi nhuận Escadron hiện đang kiếm được 1.500 chiếc mỗi tháng. Người điều khiển có thể tìm kiếm và theo đuổi các mục tiêu từ bên ngoài tầm nhìn. Do đó, việc lặng ẩn nấp sau những cái cây hoặc tòa nhà tốc độ tối đa 60 dặm trên giờ trở lên có nghĩa là FPV có thể nhanh chóng tiếp cận một mục tiêu và đánh chặn hoặc theo đuổi mục tiêu nếu cần. Phạm vi tối đa của FPV khoảng 8 dặm nhỏ hơn pháo binh, nhưng đủ để vượt qua các phòng tuyến của quân Nga và tấn công nguồn tiếp tế đang đến. FPV chủ yếu được sử dụng cho các mục tiêu khó khăn hơn, tiêu diệt các xe bọc thép, pháo binh và thậm chí cả xe tăng của Nga nhưng một tập hợp con thú vị của các video chiến đấu ra khỏi Ukraine và được chia sẻ với trang Telegram của Eskadron cho thấy mức độ hiệu quả của chúng trong việc ngăn chặn chuỗi cung ứng bằng cách loại bỏ phương tiện vận chuyển ở dặm cuối. Những video này cho thấy ba chiến thuật cụ thể được các nhà khai thác FPV áp dụng để đánh các phương tiện nhanh, một là tấn công trực diện, một số cuộc giao tranh cho thấy máy bay không người lái FPV di chuyển ở tốc độ cao và độ cao thấp xuống những đoạn đường thẳng và nhằm mục đích va chạm với các phương tiện đi ngược chiều. Trong những lần tương tác này, người điều khiển máy bay không người lái thường nhắm vào kính chắn gió để nhắm vào người lái. Kiểu tấn công thứ hai liên quan đến việc tụt lại phía sau chiếc xe và bao quát nó một cách triệt để. Trong một số cuộc tấn công này, phương tiện dường như đang cố gắng vượt qua máy bay không người lái trong một số trường hợp, chúng thậm chí có thể thành công. Không rõ liệu một số máy bay không người lái kiểu này có luôn đánh bại một phương tiện hạng nhẹ hay không. Trong những trường hợp này, người điều khiển máy bay không người lái dường như muốn tấn công từ bên cạnh chiếc xe. Kiểu tấn công thứ ba đòi hỏi kỹ năng cao hơn là sự kết hợp của những điều sau: FPV vượt xe từ phía sau, bất ngờ quay đầu rồi nhắm thẳng vào nó, nhắm mục tiêu lại vào cửa sập để có cơ hội tiêu diệt tối đa. Những chiếc FPV Chemicals chỉ mới xuất hiện một năm trên chiến trường. Với video đầu tiên xuất hiện vào tháng 7 năm 2022. Giờ đây, chúng đã trở nên phổ biến ở Ukraine và được cả hai bên đang triển khai hàng ngàn chiếc. Mặc dù trước đây đã có những vũ khí tương tự cấp quân sự như là Sweet Blade 300 nhưng những vũ khí này khang hiếm và đắt tiền, đồng thời mang một đầu đạn nhỏ hơn nhiều. Việc sử dụng FPV cảm tử phát triển thực tế trong thời gian thực. Ban đầu chúng có vẻ là một cách tốt để ném lựu đạn chống tăng vào xe bọc thép hoặc là chất nổ vào một tòa nhà và chúng chắc chắn có hiệu quả Tuy nhiên, như các video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, giá trị lớn nhất của chúng có thể nằm ở việc cắt đứt đường tiếp tế của kẻ thù, hoặc có thể trong việc tấn công các đội quân ẩn nấp trong chiến hào, hoặc giải quyết các bãi mịn, hoặc trong một số ứng dụng khác vẫn đang được phát triển. Việc thay đổi chiến thuật quân sự thường diễn ra theo chu kỳ kéo dài vài năm. Cuộc chiến này đang chứng kiến công nghệ phát triển từng ngày. Vào thời điểm nó kết thúc, phần còn lại của thế giới có thể có rất nhiều việc phải làm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức, bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến, thảo luận, đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.